để em xem em review con hàng mới nổi này. Em vừa mới đi qua em thấy hình như là đây là một con đại gia anh em ạ. Mà đại gia thì phải làm trên 100 triệu rồi. À, xem à, đây là phái gì nhỉ? Hạng 14. Hạng 14 đây là phái gì ta? Hạng 14 nó không có top à? Cầm mấy kiếm này kiếm gì nhỉ? À, võ đàng, võ đàng. À, top top 5 võ đàng anh em ạ. Top 5. Ấy giải. Hôm nay em nhớ coi rồi, đây là cầm cái set võ đàng nhân kiếm của 21 cún. Cái này cũng là một trong những gọi là gọi là ô thế chắc là bạn của 21 cún, ạc phụ mà cũng là đại gia, cái này kinh quá nhỉ. Hôm trước em thấy là cái ạc Thiên Vương Bang cầm mà, đúng không? Trang bị là ạc võ đàng Thiên Vương Bang 21 cún a thế à? Mắc bình rồi. Có kiếm cặp phong mắc binh rồi, cầm cho mình là xét đủ tình. À không, xét an bang anh ạ, xét an bang 17, mỗi cái dây chuyền 17 rồi. Áo cương tình à, lần đầu tiên em thấy server có cái đồ cương tình đấy, đó đồ cương tình server có vẻ khá là hiếm. Sợ nếu là có đấy, áo cương tình thế là có cương tình nhá. Mũ à, 42-50% sinh lực nội lực cực kỳ cao, 42-50% sinh lực nội lực cũng mắc binh. Một cái đai cập phong 40-26 chí mạng 4%. À, chứ không bằng đai này. Tam hoàn thao nguyệt, tam hoàn thao nguyệt một cấp. Tam hoàn thao nguyệt là cái skin nào nhỉ? Đây là skin này, là skin 6x của 6x của kiếm. À, 6x của kiếm anh em ạ. Đây là skin 6x của kiếm. Ái dài. Đây cái đài của mình vẫn ngon hơn. Đài của mình mắc phòng thủ vật lý mà hơn chí mạng. À. Dày 40, 40, 25, 10%. Gần như là set này mắc binh. Set này mắc binh. Có gì chê. Đồ tím thì gần như là ép mắc binh. Ăn băng à. Ngọc bội mắc à. Nhẫn thì kháng băng này hơi tù tí, nhưng mà với võ đang nhân kiếm thì kháng băng này nó không là cái gì cả. Nhân kháng hỏa mắc này, có một cái dây xịt 3% kháng tất cả. Cứ một con chiếu dạ đây, bảo đại gia này 25% phòng thủ lý, 30% sinh lực 800. Đấy, bảo đại gia này cứ muốn có cái bảo đại gia này cứ trên 100 triệu là có anh em nhé, nạp trên 100 triệu là có. Bỏ qua phổ phòng 25% trước bằng tinh, con này quá kinh anh em. Con này đúng là xứng đáng. Con này hôm trước là gặp cặp đôi gọi là hai con đường môn bị diệt, chứ không là nếu như mà em nghĩ là Chu Chỉ Nhược gặp con này với lại cái con Ngami thì cũng là cũng căng ấy. Nếu mà gọi là đánh cái giải Võ Lâm Minh Chủ, nhưng mà hai con đó bị loại rồi nên là gần như là cái đối của Chu Chỉ Nhược là không còn. Quá hay. Đồ kinh đấy, đồ kinh đấy, đồ quá ghê. Ok, đây là Kang Mi, con này chắc chắn cũng mắc mỗi lần mật tịch tại chỉ kinh. Quyền 1, 2, 3 hết rồi, con này liên đấu quá ghê rồi. Võ đang cấp 138, là cấp không hề nhỏ anh em nhé. Gần như là cũng đập ép mắc rồi. Gần như ép mắc rồi. Quá kinh, Kang Mi. Một con võ đang nhân kiếm, con này mà cưỡi con ngựa, xuống ngựa không mất thuộc tính thì chọc thì thôi má ơi luôn. Ok.